Xin chào tất cả các bạn nhìn thấy không? Trên tay của mình chính là một chiếc khẩu súng nhựa bắn pháo diêm. Ngày xưa mình nhớ khoảng tầm 20 năm trước thì mình có mua một khẩu súng này là 5.000 và một vỉ đạn là 500. Nhưng hiện tại thời giá bây giờ mình đã phải mua khẩu súng này và 5 vỉ đạn với giá là 100.000 và vận chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh. Tại vì mình thấy nhiều bạn bán trên Facebook và làm video về súng này cho nên là mình đã tìm mua. Và hôm nay khẩu súng đã về thì mình sẽ làm video này cho các bạn xem. Ở bên trong thì chúng ta sẽ có một trục xoay gồm có 8 lỗ. 8 lỗ có sẽ có 8 cái viên sắt nhỏ này thì để chúng ta sẽ ghim đạn vào đây. Và ở giữa thì nó có một cái bánh răng. Mục đích là khi cò xoay thì nó sẽ đẩy cái bánh răng chạy. Trục quay thì kế tiếp những viên đạn tiếp theo. Chế tạo thì rất là đơn giản thôi. Gồm có kim khai hỏa và trục đẩy bánh răng. Đó như các bạn nhìn thấy ở đây. Tuy nhiên thì các bạn có thể tìm mua súng bằng sắt các bạn nhé, bằng kim loại. Tuy nhiên ở đây thì mình đang mua cái súng bằng nhựa. Theo mình biết thì súng bằng sắt thì có giá khoảng là gần 500.000. Ở đây súng nhựa thì bán là 30.000. 30.000 tiền ship và 9.000 một vỉ đạn. Ở đây chính là một cái nòng để gắn dài cho cái khẩu súng. Đó, các bạn gắn ra như thế này thôi. Ngày xưa thì mình nhớ là nó có cái giảm thanh nhưng hiện tại bây giờ thì mình đang không thấy có. Và đây chính là một chiếc vỉ đạn của nó. Mỗi vỉ đạn thì có 9 vòng và 72 viên một vỉ. Thì bây giờ mình sẽ lắp vỉ đầu tiên và bắn thử cho các bạn xem rằng là cái súng pháo diêm này nó bắn có to hay không. Bây giờ thì đang bị cấm cho nên là mình phải lựa thời gian làm cho các bạn xem. Đó, các bạn thấy không? Phụt khói luôn. Đó. Sau khi bắn hết một vòng chúng ta có thể bắn thêm một vòng nữa để xem còn sót hay không. Nhiều trường hợp là mình thấy vẫn còn sót chưa nổ hết. Đó, khi mình mở ra thì nó đã bung ra rồi. Bây giờ mình sẽ lắp tiếp một cái vòng khác để bắn cho các bạn xem một lượt nữa. 9.000 một vỉ các bạn nhé, 9.000 một vỉ như thế vậy. Và có 9 vòng trong một vỉ. Giờ mình sẽ lắp súng lại và sẽ bắn cho các bạn xem một lượt nữa. Ôi trời ơi. Đấy các bạn thấy không, súng nhựa thì nó cái vị trí kết nối nó không được khớp cho lắm. Cho nên là các bạn có thể lựa chọn mua súng sắt, nó sẽ chắc chắn hơn. Đấy, lại bùng rồi, chán thật đấy. Để mình lắp lại một lần nữa các bạn thông cảm nha. Mình phải gõ hết cái phần thuốc súng nó dắt ở trong cái vòng này, vòng đỡ bị kênh lên mới được. Giờ mình sẽ phải làm cẩn thận. Rồi. Bạn thấy không, tóe khói luôn. Nếu mà ban đêm thì các bạn sẽ nhìn thấy ánh lửa của nó. Thì video của mình chia sẻ với các bạn về cái khẩu súng nhựa ở kỷ niệm của mình thời 9X đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau.